Con trai tôi quen cô thì nó có biết cô là mẹ đơn thân không? Dạ, anh không biết ạ. Thế nó có biết là cô hơn nói tận 5 tuổi không? Dạ, ban đầu thì anh ấy không biết nhưng mà sau này thì đã biết rồi ạ. À thế à? Thế thì tôi nói cho cô biết luôn là cô đang lừa con trai tôi đấy nhá. Con trai tôi trẻ người non dạ, chưa trải qua tình trường. Mà tôi khuyên thật cô đấy, ở ngoài kia ấy có rất là nhiều những cái ông 45, 50 ấy cũng một lần đổ vỡ hôn nhân rồi. Hợp với cô đấy, hai người bỏ vợ bỏ chồng, có kinh nghiệm rồi, về ở với nhau cho nó bền vững. Còn cô ấy, mà cô lấy con tôi ấy thì sau này có thế nào thì tội nó ra. Trai tân mà lấy nạ dòng. Con trai tôi ấy, nó cũng chẳng giỏi giang gì đâu, nhưng mà lương tháng nó cũng 39-40 triệu. Ra ngoài đường á, khối em trẻ ở đẹp, xinh xắn theo đuổi, xứng đôi vừa lứa. Thôi, tốt nhất là cô buông tha cho con trai tôi đi, tôi không tiễn. Vâng, nếu như mà bác nói vậy thì cháu cũng xin phép cháu đi về. Tiện đây thì bác cũng giúp cháu nhắn với con trai của bác là ngày mai không phải đến công ty làm việc nữa. Ơ sao lại thế? Thế con trai bác chưa nói gì cho bác biết à? Anh ấy đang làm thuê cho cháu á. Thế cô xếp xinh đẹp tài hoa ấy, ở công ty là cháu đấy à? Cháu không biết là anh ấy nói về cháu như nào, nhưng mà cháu đúng là sếp của anh đấy ạ. Thôi, chào bác, cháu về. Cháu, con ơi.